hò wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Hình phạt của bên đội thua sẽ là hai người chung một cái vòng này lắc được 5 cái là được, nếu mà không được 5 cái sẽ làm hòa. Là thôi bọn mình phải xem ra làm rồi chứ đừng nghe quá easy. 5 người mà lắc 2 cái. Có hai anh em mình nhét chật cái vòng rồi vào vào. Thế thì phải một người gầy với một người. Ví dụ mà thử. Không vừa được. Anh chui vào đây, Ôi giời. Quay lưng, Anh phải quay lại. Ok. Ấy nếu mà cùng 1 2 3 bắt đầu. Còn được vòng nào đâu. Một vòng thôi. Quay này. 2. Quay vòng tiếp anh ạ. 1 2. Lắc vòng trước đi nhầm. Tinh đến quá. Mệt nhờ. Sẵn sàng chưa? Ok. Sẵn sàng. Làm đều đi. 1 2 3. Chừng mấy vòng nữa rồi? Mình biết rồi. Hai vòng rồi, ba vòng rồi. Rồi bắt đầu lắc luôn nha. 1, 2, 3 Oh no. Thôi rồi, năm vòng rồi. Đúng rồi, ai xin quay lưng vào nhau. Không, trông không đẹp. Ôi, như này được. Như này cũng được. Cái này sao mà lắc? Đau lắm. Sao lắc? Thì phải sát vào. Ôm nhau vào. Từ. Đúng rồi, đấy. Chàng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng em đã say ngay. Một vòng. 2, 3. Hai nhá. Hai vòng. Nhưng mà hai mọi người phải sát vào. Ông phải gậy ông đập lưng tôi. Gậy ông đập lưng tôi. 1, 2, 3. 3 vòng nhá. Cái này khó làm lắm. Hề luôn đấy, tôi thấy có gì ngại gậy luôn nhỉ. 3, 4 rồi đúng không? Cái cuối này em làm phát tít này. 1, 2, 3. Rồi ok. Vừa rồi là phần trò chơi. Chị thấy là trò chơi rất là vui nhộn. Nhưng mà được cái là các bạn nam của chúng ta lúc đi thì tương tất, lúc về thì rối loạn tiền đình giống như Thái Ngân nè. Em ổn không Ngân? Không chú. Mà ói quá. Già rồi anh. Và bây giờ sẽ là lúc em được quyền lựa chọn. Có thể vẫn là người cũ hoặc có thể em thay đổi. Xin mời em. Đã có một cú quay xe ngoạn mục. Và kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ biết sau. Còn bây giờ, sợi dây tình yêu có kết nối cùng với Xuân Xuân hay không? Đó là do chúng ta quyết định. Liệu bạn có rung động với Xuân hay không? Hãy cho cô ấy biết trên sân khấu này. Trước khi cô ấy ra về một mình, xin mời mọi người hãy xoay ghế ạ. Cô ấy đã đến đây rồi và nếu như các bạn cảm nhận được, đây chính là một nửa của mình. Chúng ta có thể dành thời gian để tìm hiểu thêm, nhưng chắc chắn là không thể bỏ lỡ giây phút này. 3 2 1 Thời gian đã hết ạ. Cảm ơn các chàng trai, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự thật là hôm nay Xuân đến đây vì ai nhé. Xin mời mọi người đến với phần tiếp theo. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Wow. Cô tin. Ôi, I am Groot. Cô tiên bước ra. Oh.
là một ngày đặc biệt quan trọng. Đó chính là ngày tuyển chọn thần rừng, và đó cũng chính là vị hôn phu của ta. Nào, bây giờ khi ta nói điều gì đó, nếu hiểu, các ngươi hãy ra hiệu hú hú hú. Hiểu chưa? Hú hú hú. Em chưa rồi, em sủa mà em hoang mang luôn rồi. Và ta đã sai các sứ giả đưa những bức mật thư cho các ngươi. Nào, các ngươi hãy mở ra và cho ta biết trong bức mật thư đó viết những gì. Phong, sợ đấy. Gió hả? Wow. Nào, bây giờ các ngươi hãy đọc to trong bức mật thư viết gì cho ta nghe nào. Anh ngân là gì kìa? Anh ngân là gì? Hỏi. Phong chấm chấm chấm. Lông chấm chấm chấm. Vâng. Chấm 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 điệu. Chấm 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 bão. Và bây giờ, để thể hiện sức thông minh của mình, hãy cho ta biết một từ nào khi ghép với tất cả những từ này đều có nghĩa. Cái gì, cho xem lại mọi người nào. Cổ khí là không có nghĩa nè. Vũ, từ vũ. Lông cổ có nghĩa luôn. Lông khí không có nghĩa. Lông khí là cái gì? Ghép với các từ nào đều có nghĩa. À, có nghĩa là ví dụ cổ mà chấm 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 là cổ gì đó. Từ vũ, từ vũ. Vũ trụ, vũ bão. Ờ, à, từ vũ khí mưa, này mưa. Ai từ vũ? Khí hội là thấy em, cổ hội là em. Ủa, em toan là rồi. Gì hơn? Khí, mình bên này mình toan rồi. Lông khí là gì? Nước đi nè, tại hạ không lường trước được. Tỏ rồi. Vũ khí, đúng rồi. Vũ khí, lông vũ. Ờ, ai là vũ? Ai vũ? À, ai là vũ? Đây là vần thì là vần gì? Vần vũ là gì? Cổ vũ, vũ, đúng cổ rồi. Ê, vần vũ là gì? Vần à? Vần là cái gì? Vũ gì? Ai là vũ đâu? Em không vũ cần đoán nữa. Dạ, hết đi, nhưng hết đi. Nhưng là... ta cứ thích đoán. Tân lệnh thần rừng. Quên. Từ đó chính là vâng. Từ vũ. Vũ. Vũ là vũ thị. Vũ thị. Vũ thị. Và người sáng giá nhất hôm nay cũng là họ Vũ. Vũ hội, vũ hội, phong vũ, phong vũ. Và bây giờ ta lệnh cho thần Minty. Thần Minty, thần Minty, thần bạc hà, thần bạc hà. Hãy vẩy nước thanh tẩy cho sạch sẽ để dẫn chàng đến đây với ta. Vẩy vào mồm á. Vẩy anh, cho anh với, cho anh với. Này nhẹ nhàng thôi, thôi. Cho anh với. Thôi, anh làm gì vậy? Đi đây. Đi lên. Để cho thử với. Cho thử. Ok, cảm ơn mọi người. Hóa ra mình tưởng mình tỏ tình rồi, cái bình hóa ra là vẩy nước. Đây trong rừng nha, phải dùng thuốc trừ sâu với muỗi đấy. À. Khung cảnh đẹp quá ha. Anh đã biết là cái áo của anh có tác dụng gì rồi. Có vẻ hợp. À, theo em nghĩ thì áo anh giống như một chàng hoàng tử. À, hoàng tử nào mặc như vậy em? Hoàng tử quét lá. À, anh thích ăn trái cây không? Yes, anh rất là thích ăn trái cây. Đố em biết là anh thích ăn nhất quả gì trong đây? Thôi để anh giới thiệu nha. Anh thích ăn nhất là quả này. Quả này ở trong Việt Nam gọi là quả mận, nhưng mà ở ngoài bọn anh gọi là quả roi. Quả roi. Nên là anh rất là thích ăn roi. Wow. Thích ăn roi. Ủa có xin à? Thôi anh xin phép cầm tay, tại vì vừa nãy anh cũng được thanh tẩy rồi ấy. Mày nước.
Em ăn quả gì? À em thích ăn hết luôn ấy. Em thích ăn hết luôn. Vâng. Ok thôi, để lấy táo đi, em ăn cùng anh ha. Cảm ơn anh. Chấm này. Cái sorry để anh ăn hết á. Ăn mảnh là lở mồm đấy. Cái tục lệ của bọn anh ấy, khi mà ngồi trên này ấy, ăn ấy, mình phải tạo ra tiếng. Tạo ra tiếng thật là to lên thì đấy mới là lịch sự ấy. Em hiểu không? Để cho những người ngồi dưới cảm thấy nó thèm thuồng. À, đúng rồi đấy. Được lắm. Wow. Rung quá à. Xuân. Anh hiểu mà. Đứng trên này rất là run. anh hiểu mà. Không, nhưng mà em mới phát hiện là tay anh còn trắng hơn cả tay em á. Tại vì anh ngày bé anh hay được gọi là thịnh sữa ấy, tại vì là trắng. Nhưng mà bây giờ cũng bớt hơn nhiều rồi. Em vẫn mèo đúng không? Anh không, anh thấy em rất là đẹp. Nhưng mà đẹp nhưng mà có bánh bèo quá. Không, anh thích cái style này mà. Một cô gái mặc váy trắng bước ra từ trong rừng, mang một giỏ trái cây. Không biết có gặp chú sói nào không. Em có thể nói thêm về cái khung cảnh này được không? Bởi giỏ trái cây này, tại sao lại là cái khung cảnh này? Tại vì em thích thơ mộng một xíu để dễ bày tỏ với anh ấy. Thơ mộng là cây phải hết lá không rơi hết trong đấy hả? Không, nhưng mà rất là đẹp. Sao vậy? Chắc là ở dưới muốn nói nhiều lắm nhưng mà lên trên này tự dưng gần anh xong rồi không biết phải nói gì hết. Mình nói linh tinh cái gì mà mình không biết luôn á. Em có muốn anh làm gì không? Thôi bây giờ mình chơi xích đu đi. Chơi xích đu? Ok. Em có muốn ngồi anh đẩy không hay là... Em ngồi anh đẩy nhá. Ok. Sao cái rừng này lại hay quá? Rừng lại có cả xích đu ở trong này vậy? Rồi, ok. Anh ngồi cùng em nhé. Dạ vâng. Tại sao em lại chọn mùa xuân thì cây cối nó phải tốt tươi, sao lại nhiều lá rơi vậy ta? Đây là khung cảnh mà giống như ví như em thấy anh là em rụng rời hết rồi trong khi em đang mùa xuân. Lần đầu tiên anh đã nói tức là một người con gái có một nụ cười đẹp. Anh rất thích nhìn người con gái đối diện cười. Em cười có đẹp không? Đẹp. Và em còn có một chiếc răng khểnh rất là đáng yêu nữa. À, hai cái răng này giống anh ngày xưa nhỉ? Đúng rồi, y hệt anh ngày xưa luôn, là ngày xưa anh có hai cái răng khểnh ở đây. Nhưng mà của em thì duyên hơn và đẹp hơn của anh. Giống như đầu chương trình em có giới thiệu là em rất là thích bạn trai của em lớn tuổi hơn em nè. Chín chắn nè. Và đặc biệt là thông minh và giỏi. Em thấy anh là một người thông minh á. Ủa, có mỗi em khen anh thông minh thôi á. Bạn anh còn bảo anh chẳng cao nhưng mà lại có vấn đề về não. Thế thì anh có biết tại sao em nói anh thông minh không? Anh không. Tại vì anh chán cao, như mọi người ai cũng thấy. Mà tại vì bình thường chán cao là rất là thông minh mà. Anh nghĩ là anh có thể không thông minh bằng người khác nhưng mà anh vẫn thông minh đối với em đúng không? Nên là em lên đây. Mà sao em thấy chán cao vừa thông minh vừa đẹp trai giống anh nhưng mà tại sao anh lại tự ti về chán cao của mình nhỉ? Thật ra để nói là tự ti thì anh cũng không tự ti lắm. Tại vì nếu mà tự ti thì anh đã không để cho mọi người chụp ảnh với không để cho mọi người trêu quá nhiều như vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà thật sự là nó không được đẹp, thật sự đấy nó không được đẹp và anh cảm thấy tự tin nhất khi mà anh để cái kiểu tóc này. Và anh muốn để kiểu tóc này để muốn bạn nữ của mình không bao giờ thấy chán anh. Chán cả anh ấy, em hiểu không? Cả cái chán của anh và cái chán trở nhẹ.
Ok, anh mời em ra giữ hồ nha. Không vì cái xích đu này nó cũng chắc là ở trong rừng lâu nó cũng cũ rồi đó. Ô, cẩn thận em. Váy có dài quá em không? Em bị tụt dây giày rồi. Tụt dây giày hả? Em ngồi uống đi. Dây giày bên nào ta? À. Dạ không, cảm ơn anh. Xin lỗi, không biết là có phải anh quên không, nhưng mà anh chưa hỏi là quê em ở đâu ta? Quê ngoại em á thì ở miền Trung. Miền Trung. Dạ, còn quê nội em thì ở Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ vâng. Là hiện tại em đang sinh sống. Sinh sống ở Hồ Chí Minh. À, ok. Anh ăn trái cây đi. Sao lại không quên mất hỏi anh cái gì vậy hả? Thôi để anh hỏi em nè. Em gặp anh ở đâu? Và tại sao em lại thích anh và lên đây tỏ tình với anh? Thật ra thì mấy năm trước rồi, khoảng 1 năm, 2 năm trước em vô tình thấy bạn em share một cái clip mà anh cover bài hát bài That Girl Việt với tiếng Anh á. Thì... lâu lắm rồi á. Dạ vâng, thì biết anh từ lúc đó nhưng mà thấy share vậy thôi chứ không biết là info là gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu để biết anh á. Xong rồi cũng thôi. Xong rồi tới lúc mà em coi tập 1 của chương trình Tỏ Tình Huyền Mỹ. À, là tập 1 là tập anh được tỏ tình đúng không? Dạ vâng. Xong rồi em nói à thì ra này là Vũ Thịnh. Xong rồi cũng theo dõi chương trình. Tới lúc mà ấn tượng nhất của em là được hai chị em song sinh để tỏ tình với anh. Tập đáng yêu ha. Dạ vâng, thế là mê anh. Thì lúc mà coi clip cover của anh thì cũng đã thấy anh dễ thương rồi. Thế là đăng ký tham gia chương trình để tỏ tình với anh. Anh thích em không? Có. Em rất là xinh, rất là đáng yêu. Cái lúc mà em ngồi đây cùng với cả chị Trinh chia sẻ với mọi người ấy, em tự tin hơn bây giờ. Em có thể nói lại được mọi người luôn á, tức là chặt lại được mọi người, xong rồi khen mọi người anh đáng yêu các thứ. Em biết tại sao không? Sao nhỉ? Tại vì giờ gặp được ngồi gần người em thích em run. Nào, thoải mái hơn. Thôi đừng run nữa. Tay bạn rất là mềm. Bị cái hơi đen hơn anh ấy. Ôi không sao đâu, anh có gì đâu mà. Thế tại sao lại có mỗi anh em lại có một cái vòng nguyệt quế vậy? Có ý nghĩa gì không hay chỉ là gọi là thần rừng à, các cho kiểu... có thần, cho có không khí. Cho nó không khí. Mày quá, đèo này kiểu như là đội lên thôi chứ em không bắt anh là vén tóc lên xong rồi đội vào thì đâu. Hơi ui, nhẹn chưa? Em không sợ đâu. Ôi nhẹ nhẹ em sợ mà. Ừ, anh cũng không sợ nên anh không hiểu tại sao lại để đó luôn á. Có cái gì á? Em thấy cái vòng này xinh hơn á. À, vòng này xinh hơn à? À, cho em đội lên nhá. Ok. Vén chán này đội. No. À, tóc mềm thế. Cảm ơn em. Đấy, cho em đi. Anh chưa bao giờ được thử đội cái vòng nguyệt quế trên đầu. Ngày xưa xem đường lên đỉnh Olympia, thấy mọi người suốt ngày đeo, hình như cái vòng đấy giống cái vòng của em. À vậy hả? Là khi là người thông minh nhất sẽ được đội cái đấy. Anh thì không thông minh cho lắm nên là cũng chưa được đội cái vòng lần nào. Sao nhở? Mọi người sao nhở? Anh thấy em giống một người bạn của anh đang ngồi dưới kia. Là giống Trung Kê. Trung Kê kìa. Ơi. Đấy. Ơi sao? Bạn anh cũng có xem những cái tập trước là bạn anh ở bên trên đấy. Em thấy em rất là tự tin, rất là lúc nào cũng nhận mình đẹp trai cái thứ. Nhưng mà khi mà được lên tỏ tình đây là chân nó bắt đầu hình như quấn quéo vào sao kiểu ngồi này. Thôi lúc đấy tại vì tôi nhìn thấy bạn gái tôi thích quá nên là tôi mới thế thôi. Nà tự tin lên. Hey. Ủa? Hey. Hey. Lên. Hỡi cái thần dân của ta. Và cuối cùng, người sáng giá nhất được ta chọn đó chính là chàng trai Vũ Thịnh, sẽ làm chồng chưa cưới của ta và sắp tới sẽ là chồng của ta, vị hôn phu của ta. Thế bây giờ anh sẽ gọi em là gì nhỉ?
Nếu mà theo câu chuyện của em thì anh sẽ gọi em là vợ sắp cưới đúng không? Dạ vâng, vợ đây. Cưới luôn thần rừng. À, vừa nãy mà xem lúc mà em chia sẻ về những cái từ khóa ấy, em có rất nhiều từ khóa mà có liên hệ với anh, mà liên tưởng tới anh. Mà khi em chia sẻ là hầu như là câu chuyện của em đều giống với câu chuyện của anh. Ok. Lúc mà em bước ra là anh cũng cảm thấy rất là rung rinh, tại vì một cô gái rất là xinh này, lại còn đáng yêu, lại mặc một chiếc váy mà anh thích nữa. Thế sao anh không bóng quay lại? Thật ra nó có một cái lý do đặc biệt thì xíu nữa anh sẽ tiết lộ, được không? Sinh vật duy nhất sống trong khu vườn này biết nói chuyện ngoài em ra sẽ có một cây xương rồng. Vũ Thịnh, I love you. Anh nghe được không? Anh nghe được. Ủa? Thế cuối cùng là anh nghe được. Anh đây là anh hay đây là anh? Bây giờ sao? Như nào? Biết là Hải Phòng không ngán một ai không? Công nhận là cái IQ của Thịnh nó thấp. Đáng yêu quá. Sao nó uống được vậy ta? Anh uống được không? Rồi. Uống được chứ. Thôi. Anh đi thăm thú vườn xíu. Tại sao có con nhện đây vậy? Em có ý đồ gì khi đặt con nhện đây không? Em định dọa anh à? Không, tại biên tập chương trình nó dựng á. Biên tập xà. Tại vì hầu như là anh không sợ con gì cả. Chỉ sợ con gì nó đuổi mình thôi. Ví dụ như kể cả con chuột bình thường anh cũng không sợ, nhưng mà khi nó dí nó đuổi theo mình là anh cũng sợ. Hay là anh đi xe máy mà có mấy con chó nó đuổi theo nó cắn thì anh cũng sợ. Thế sao em dám đuổi theo anh bây giờ? Anh sợ anh chạy mất không? Sao nhỉ? Có điều gì muốn nói à? Nói chung là nãy giờ tỏ bày với anh em bị mất giá quá. Bây giờ ta phải ra lệnh cho ngươi. Dạ. Hát cho ta nghe một bài. Ủa, hát hả? Cùng tất cả mọi người thưởng thức. Ok. Thần dân xin tuân lệnh. Ủa, anh xin gửi em bài Khi Ta Già nhá. Em nghe nhá. Quên lời chết này. Anh không cần một lý do để yêu nữa, khi anh đã có em để lấp đầy từng khoảng trống. Anh không cần một chiếc hôn nào qua mới, khi anh đã đắm say đôi môi bên của em thôi. Bao lần ta từng mơ về một mái nhà cùng những đứa trẻ thơ, con chúng mình sẽ giống ai. Bao lần ta giận nhau chỉ là bắt đầu để thêm yêu nhau, thêm chút yêu, thêm chút yêu. Anh không mơ ước hay khao khát gì nhiều, bên em với tách trà thơm hương tình. Thêm một chút ghen, một chút cay, một chút đắng để ta biết mê say. Anh không mơ ước hay khao khát gì nhiều, đưa em tới cuối chặng đường bên tình yêu. Xa một chút, xa một chút, xa một chút xa để ta mãi bên nhau và yêu hơn lúc đầu. Một mái nhà cùng những đứa trẻ thơ, con chúng mình sẽ giống ai. Bao lần ta
chút yêu. Mọi người đưa tay lên không ạ? Thêm chút yêu. Anh không mơ ước hay khao khát gì nhiều. Bên em với tách trà thơm hương tình yêu. Thêm một chút ghen, một chút cay, một chút đắng để ta biết mê say. Xa để ta mãi bên nhau và yêu hơn lúc đầu. Ok, đó là bài hát Khi Ta Già, một bài hát rất là thích. Cho anh bỏ mic xuống ha. Em đã nghe bài này chưa? Nếu mà chưa thì thôi cứ nói là có đi cho anh đỡ quê nhá. Dạ chưa ạ. Ồ đó, em đã bảo là có rồi mà em là... Dạ có. Ok, em thích bài này không? Em thì thích được làm những điều thực trong lời bài hát hơn. Anh cũng đã từng... lúc hát bài này anh cũng đã từng mong là được hát bài này trước mặt người cô gái mà anh yêu. Tại vì em thấy lời bài hát rất là tình cảm, lãng mạn đúng không? Rất là hợp để tỏ tình. Trên kênh YouTube ấy, anh còn tự tin viết là bài hát tỏ tình hay nhất. Không biết em có thấy thế nào, có hay không? Nhưng nó không là anh ngất ở đây đó. Dạ có. Em có muốn ngồi không? Dạ. Thôi, bây giờ em đừng nhìn về phía anh chị nữa. Em hãy cứ chính là em đi xem nào. Ngồi đây. Ok. Em muốn anh làm gì cho em? Bây giờ quan trọng là mình đúng không? Không nhìn đi đâu nữa. Ngồi hôm nay tận hưởng cái giây phút mà anh với em đang ngồi với nhau, ăn trái cây và nói chuyện với nhau. Em muốn nói cái gì và em muốn làm cái gì, anh sẽ tận hưởng cùng em. Điều em muốn nói với anh là ra về cùng em nhé. Anh là một người như thế nào? Và em nghĩ là nếu mà anh là bạn trai, người yêu của em thì em có hạnh phúc không? Có biết một điều là anh cũng là người rất là yêu gia đình. Và em cũng thế. Em yêu gia đình hơn chính mình luôn, có thể là vậy. Thì chắc em tìm được một cái điểm chung nào đó. Trong khi trước giờ chưa từng gặp anh, chưa từng được nói chuyện với anh. Và hôm nay rất là may mắn và lên đây được ngồi gần anh để biết là mình đã có duyên gặp nhau được một lần hôm nay. Anh nhớ là lúc chia sẻ về từ khóa, em có nói về từ khóa vòng quanh thế giới. Tức là em muốn đưa mẹ đi và gia đình đi vòng quanh thế giới đúng không? Anh cũng đã viết cái điều ước đó vào trong cái bức thư mà gửi mình 10 năm sau. Đó là một cái vlog mà đã quay rồi. Thì anh cũng có một điều ước như vậy. Không biết là em đã thực hiện được nó chưa? Hiện tại thời điểm này, ý là đưa mẹ hoặc là đưa gia đình đi chơi một địa điểm nào đó và... À, dạ có rồi cũng có, nhưng mà... Có nhiều không? Dạ không. Thật ra cũng giống như anh. Tại vì anh chưa đưa gia đình đi chơi nhiều được. Nên là anh cũng là một người xa nhà mà. Ở trong này cũng 4 năm rồi. Thì cũng khá là nhớ gia đình và mong muốn được gia đình mình hạnh phúc. Có những lần là mẹ anh mổ mắt á, anh không ở cạnh mẹ được, là anh rất là buồn. Thế nên là ước muốn của anh cũng giống như em á, là có thể đưa gia đình mình đi chơi thì là nhiều, trong lúc mà bố mẹ mình vẫn còn sức khỏe để có thể trải nghiệm, để có thể vui chơi thì mình có thể đưa ba mẹ đi là nhiều. Nên là anh cũng chúc cho em và cũng chúc cho anh đi, là hãy cùng cố gắng để đưa gia đình mình tận hưởng những giây phút ở bên cạnh mình. Bởi vì dù đi đâu về đâu thì gia đình mình vẫn là cái niềm hạnh phúc và là một cái chỗ dựa vững chắc nhất cho mình. Mà ở nơi đó mình tìm được cái niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực, mình cũng không phải lo nghĩ điều gì, đúng không? Dạ đúng. Thì thôi, coi như là em vừa hỏi anh đúng không? Anh cũng muốn chia sẻ về cái điều vừa nãy anh nói là tại sao anh không quay lại khi mà bấm chọn em á. Khi mà em bước ra, anh đã bị thu hút. Khi em nói về, chia sẻ về bản thân mình, anh cũng bị thu hút. Tim anh đập nhanh. Và như những lần trước, là mỗi lần tim anh đập nhanh là anh biết là cô gái này có một cái gì đó rất đặc biệt
đối với mình và đối cảm xúc của mình. Cái khoảng thời gian 10 giây mà để bấm quay lại ấy, đó là một khoảng thời gian rất là đắn đo đối với anh. Nhưng anh đã không bấm. Như em thấy, anh xin lỗi phải nói cái điều này. Điều này khá là đau lòng. Đau lòng với cả em và đối với cả anh. Nhưng mà em giống người yêu cũ của anh. Anh xin lỗi phải nói cái điều này. Nên là giống ở điểm nào nhỉ? Hầu như là tất cả. Anh cũng không muốn kể quá nhiều với cô ấy, tại vì nó cũng trải qua khá là lâu rồi. Nhưng mà đó là cái mối tình dài nhất của anh và là mối tình để lại cho anh nhiều cái kỷ niệm nhất. Cũng khá là buồn. Cô ấy cũng có răng khểnh. Cô ấy cũng hay mặc chiếc váy trắng. Cô ấy cũng hay để tóc xoăn. Và mái tóc cũng hơi vàng như này. Nên khi em bước ra là anh đã bị thu hút ngay. Và trong cái 10 giây đó anh đã cực kỳ phân vân là không biết cái sự rung động của mình. Là từ phía em hay là từ phía em giống người yêu cũ của anh. Điều đó là anh nói thật lòng. Anh xin lỗi nếu mà anh nói ra những lời đau lòng như vậy. Thì anh cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Thôi mình đứng lên đây đi. Em là một cô gái xinh đẹp, rất là đáng yêu. Ở bên ngoài thì rất là tự tin mà, nhưng mà đến lúc mà gặp người mình yêu thì đó, cầm cái váy xoay xoay kìa. Nhưng mà anh phải xin lỗi. Anh mong là em hiểu cho anh, bởi vì anh không dám chắc vào cái tình cảm của mình lúc này. Anh đang rất là hỗn loạn ở trong. Nhưng mà anh muốn mình có nhiều thời gian hơn. Thì sau ngày hôm nay anh có thể mời em đi ăn đi uống được không? Mình có thể hiểu thêm về nhau và kể về những câu chuyện của nhau. Em sẵn sàng. Em đừng có buồn nhé. Thôi cho anh ôm em cái được không? Cảm ơn em vì đã dũng cảm lên đây để tỏ tình anh ngày hôm nay. Cảm ơn em vì đã làm cho anh rung động và đã gần như là chạm tới cái góc khuất nhất ở trong trái tim anh khi mà anh nhìn thấy em. Anh xin lỗi nếu mà ngày hôm nay anh làm em đau lòng, nhưng mà sẽ rất là đau lòng hơn nếu mà anh đang lầm tưởng tình cảm của mình và làm cho em tổn thương. Nên là anh mong chúng ta có thể làm bạn và cùng nhau nói chuyện vào một ngày gần nhất. Sao nó vậy? À, vô hả? Từ. À, phải dắt vô không? Để anh dắt em vào ha. Vậy là Vũ Thịnh đã có câu trả lời của mình cho nàng Xuân của chúng ta. Em đã dũng cảm nói lên tất cả những gì mình suy nghĩ để cô ấy bớt bị tổn thương, mặc dù cô ấy cũng ngụy trang nỗi buồn của mình bằng một nụ cười hay là bằng những cái màu xanh tươi này. Nhưng chắc chắn là mình cũng sẽ cần bù đắp rất nhiều bằng tình bạn cho cô ấy về sau. Dạ. Có lẽ là đây là lời từ chối thì hơi nặng ha. Đây là một lời chào tạm biệt với một bạn nữ mà đau lòng nhất và khó khăn nhất mà em đã từng nói.
Thực sự là đó là cái điều trong em đang nghĩ. Thật sự là lúc em muốn quay lại lắm, nhưng mà em sợ cái 10 giây đó nó làm mình lầm tưởng á. Thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên phải không? Cảm ơn Vũ Thịnh đã nói thật vào mình. Còn bây giờ xin mời gặp lại chính chàng trai sân khấu của Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Và dù kết quả có thế nào, hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ chương trình và chính chàng trai. Và chương trình cũng xin cảm ơn đơn vị đồng hành, đó là ứng dụng Hẹn Hò Wow Day, đã hỗ trợ tài trợ cho chương trình những gói premium dành cho tất cả các bạn nữ đến tham gia chương trình. Và mong rằng các cô gái chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui bình an trong cuộc sống, cũng như những mối nhân duyên thật ấn tượng ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tải ngay app Hẹn Hò Wow Day để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Vâng thưa thầy, đây là lớp của chúng tôi, thật là vất vả cho thầy quá. Thật sự thì lớp này rất khó chịu, tại vì các bạn đều là học sinh cá biệt đến từ khắp mọi nơi trên toàn quốc. Thầy nghĩ vấn đề này thầy giải quyết được không? Tôi nghĩ là các em này tôi trị được. Tôi chỉ có một nhược điểm thôi. Vâng, nhược điểm của thầy là gì ạ? Đó là tôi nói xạo. Vâng, thật ra tôi cũng là học sinh cá biệt. Trời đất ơi, làm sao mà tôi chịu nổi cái lớp này đây thưa quý vị. Bây giờ không còn là chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ nữa, mà là Cá Biệt Hoàng Mỹ. Có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.